Sám văn: chúng con quen tạo khẩu nghiệp bất thiện, nên hay tuyên truyền điều ác, ưa nói lời thô tục hung bạo, hủy báng chê bai, thích tụ hội, xúm nhau nói xấu, nói lén, nói lời vô nghĩa. Không nói có nói không, rấp tâm vu oan giá họa, đổi trắng thành đen. Miệng thường buông lời dè biểu khinh khi, xảo biện, phát ngôn luôn nói dối. Ý tính toan quỷ quyệt, làm đảo lộn sự thật, để lợi mình hại người. Lời nói không đi đôi với việc làm, do vậy mà chiêu vời ác báo nhiều kiếp không dứt. Hễ nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy về cho mình, còn nói đến người thì bao nhiêu xấu ác đều đổ hết cho họ. Thậm chí ưa phỉ báng thánh hiền, còn đố kỵ dèm chê người thiện, sống vô đạo vô nhân, dùng lời ác làm hại tất cả. Giải thích: lỗi vọng ngữ rất nguy hại, mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết, vọng ngữ chỉ lừa được nhất thời, chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là vác đá đập chân mình. Như vừa rồi, một khoa học gia nước Hàn đã giả mạo lấy luận án của người làm của mình. Tuy nở mày mặt một thời, nhưng cuối cùng thì thân bại danh liệt. Từ vị trí được xem như một anh hùng dân tộc, bỗng biến thành kẻ dối lừa, bị thiên hạ rẻ khinh. Mọi người hãy quan sát kỹ xem. Trên thế giới có nhiều xí nghiệp tiếng tăm được lưu danh trường cửu. Há chẳng phải nhờ họ xây dựng cơ nghiệp trên nền tảng thành thật trung tín hay sao? Nếu một người, một xí nghiệp cương quyết không vọng ngữ, luôn giữ phẩm chất thực thà trung tín, chẳng sợ thiệt thòi, nhất định sẽ chiêu thiện báo. Từ đây mà suy, cách sống không thành tín, tạm thời thấy như có lợi, nhưng thực sự là đang tự hủy hoại, làm tổn phúc báo mình, cuối cùng phải lãnh hậu quả cực xấu. Muốn thay đổi phong khí tệ lậu, thì phải để thuyết nhân quả lưu truyền rộng, thấm sâu vào lòng người, để thiên hạ tỉnh giác, biết tự bảo vệ mình, thì đây mới là cách hay giúp trị độc tận gốc. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến, làm không đến, cũng là vọng ngữ. Vì vậy, hễ đã phát thiện nguyện gì rồi, thì nhất định ta phải thực hành cho tới nơi, nếu không sẽ nhận lãnh quả xấu. Nhân viên kỹ thuật hàng không. Năm 2004, tôi và sư đệ Quả Trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh, gây ầm náo, khiến chòm xóm chung quanh chẳng an. Ông đã tốn nhiều tiền mà không trị hết, nên vội đến tìm chúng tôi, xin giải thích giùm. Con ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả Trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa, lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay tới chỗ tôi. Tôi bắt nó nuôi mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà ăn. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt, nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó được dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không? Ông ta hùng hổ đáp, chẳng hề chi, đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh, cho dù phải thực hiện những điều khó hơn thế nữa, thì vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện hỏi Quả Trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm y theo lời ông dạy. Thế con tôi mấy ngày qua, tình trạng rất tốt. Nhưng mới hồi hôm này, nó lại nổi cơn, quậy gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà. Mấy hôm nay tôi một bề ăn chay,
ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng để siêu độ cho con bồ câu. Không đúng, mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà. Ông vừa nghe xấu hổ nói, vợ tôi làm sủi cảo ăn, tôi thèm quá nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi hà. Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn ngon lành vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn, làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ khó kham, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau khi liên lạc lại, con ông quả nhiên đã hết bệnh. Con đường tu giống như đi học, nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ trung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật, thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn nếu ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa học gia, giáo sư vân vân, thì bắt buộc phải thi đậu vào viện nghiên cứu, tức đại học, thì mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thì cử, thử thách phải nhiều và hy sinh càng lớn, học phí tốn cũng bộn. Có người quan niệm, chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng, phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù có quan niệm thế nào, bạn cũng cần nhớ kỹ. Ăn thịt là sát sinh, nếu ăn thịt chúng sinh thì không bảo đảm tương lai bạn sẽ sinh làm người. Con muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát, đạo, dâm, vọng. Nếu muốn thành Phật, Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng và tâm nguyện mà ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí, e rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký, không phải chỉ có 81 nạn mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh, tất phải chân thành sám hối mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch thì lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích chống đối, kết bè dựng phái. Chẳng hề biết hành vi khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết đi phải vào địa ngục A Tỳ thọ tội, không có ngày ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.